Hello, chào buổi sáng các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Qari nhé. Thì rất là đơn giản. Qari là gì? Là một sản phẩm rất là tốt của Mỹ, một trong những đất nước hàng đầu thế giới về y khoa. Đầu tiên là Qari sách hỗn hợp bổ sung dinh dưỡng tăng cường miễn dịch. Đây là cái gói này nhá, mình đang uống đây. Và Qari viên là viên nén này. Hôm nay mình sẽ khui hàng cho các bạn nhé. Mình sẽ bóc cái viên nén này ra. Đấy, vỏ biết còn nguyên này. Đấy, mình sẽ bóc viên nén này ra. Mình uống nhé. Đầu tiên là các bạn pha cái dạng gói. Dạng gói thì mình bóc rồi. Đó. Cho vào đây. Một thìa nhá, một thìa muỗng. Cho vào nước ấm, bởi vì mùa đông này uống nước ấm rất là tốt. Sau đó khoáng đều lên. Uống hết cốc này vào buổi sáng lúc đói. Uống xong thì các bạn uống một viên. Một viên nén. Đó. Một viên thôi nhá. Đấy, mình để vào đây. Đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời, hỗ trợ điều trị chống oxy hóa, điều trị chất béo dư thừa. Ngoài ra còn chống oxy hóa. Nguyên liệu chính của sản phẩm này là gì? Là dâu ma quy có tên khoa học là Aristolochia, là một loại trái cây có màu tím sẫm, mọc hoang dã trong các khu nguyên sinh của Chile và các vùng Nam Mỹ lân cận, nơi mệnh danh là một trong những vùng sạch nhất thế giới. Ma quy còn là một sản phẩm thần dược của bản dân Chile. Họ sử dụng lá, quả, thân, rễ làm thảo dược chữa bệnh, tăng cường cơ bắp và sức chịu đựng. Ngoài ra, chất chống oxy hóa là một chất giúp ngăn chặn chậm quá trình lão hóa của các tế bào, làm tăng khả năng miễn dịch, đẩy lùi các mắc bệnh như ung thư, các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, vân vân. Tác dụng của ma quy: kháng sinh, kháng viêm, giảm đau hiệu quả, tốt cho hệ tim mạch, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ khỏe mắt, giảm khô mắt, giúp cho hệ tiêu hóa, chống ung thư, chống lão hóa, đẹp da, giải độc cơ thể, tốt cho gan, tăng cường miễn dịch, trị đau họng, tiêu chảy, sốt, mệt mỏi, chữa các khối u, tốt cho phụ nữ trong thời kỳ sinh nở và hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính khác. Đây là hình ảnh của trái ma quy màu tím nhé các bạn nhé. Chất lượng của sản phẩm tuyệt vời, tiêu chuẩn GMP, đặc biệt các bạn có thể đặt hàng qua app nhé. Đấy. Sản phẩm tuyệt đối không có thành phần của thiên nhiên, toàn bộ là thiên nhiên hết. Không cần xây dựng chế độ ăn kiêng phức tạp, không cần các món ăn cầu kỳ, không phải luyện tập khắc khổ, không phải lo lắng tài chính, sản phẩm rất là rẻ nhé. 125 đô nhé.